Mà nhìn thấy hình ảnh của mình không đẹp ở trên báo chí thì phải nói là cái đó là nó tạo ra một cái áp lực khổng lồ. Và có những ngày á, khi mà tập về là Vi không có thể nào làm nổi một cái gì nữa luôn. Và nó làm cho bản thân Vi cảm thấy là mình giống như là bị bất lực. Cảm ơn Body Key đã trao cho Vi chiếc chìa khóa để có được vóc dáng thon gọn, sự tự tin và sức khỏe. Body Key đúng thật là một giải pháp giảm cân cá nhân hóa đầu tiên phù hợp với thể trạng khác biệt và lối sống bận rộn của Vi. Vi giảm cân thành công cũng là nhờ tính toàn diện từ Body Key, cho nên 60 ngày vừa qua Vi giảm cân rất thoải mái từ thể chất đến tinh thần. Và cuối cùng Vi xin được cảm ơn team mentor Body Key tuyệt vời của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã là những người dẫn đường và cũng là những người bạn rất chân thành của em, đã cùng em vượt qua thử thách tưởng chừng như rất khó khăn nhưng mà lại thành ra quá vui và quá ư là xứng đáng. Các bạn biết không, giảm cân có thể khó khăn nhưng chỉ cần bạn tìm được giải pháp quản lý cân nặng dễ mà vui, chắc chắn bạn sẽ thon gọn được giống như Vi thôi. Vi đã làm được thì chắc chắn bạn cũng sẽ làm được. Bạn đã sẵn sàng tham gia hành trình làm chủ vóc dáng dễ mà vui cùng với Body Key chưa?